cho dù là xịn cỡ nào đi nữa thì dùng vài bữa thôi là bắt đầu nó đục, nó vàng và nó dơ rất là gớm, mà điện thoại nó không có sang. Và Kỳ Lân Luxury luôn có sẵn hoa da đa dạng và những loại da đẳng cấp, đặc biệt là những loại da độc bản duy nhất, chỉ một hai con, vài con. Quý khách thấy sao nhỉ? Quá đẹp đúng không? Quá đẳng cấp, quá sang và quá tuyệt vời. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay chủ đề về ốp lưng cho điện thoại, và cụ thể sản phẩm Kỳ Lân đang cầm trên tay là ốp lưng dành cho điện thoại Samsung Galaxy S22 Ultra. Và sản phẩm này có hai option, đây, và Kỳ Lân sẽ cụ thể cho quý khách xem. Đây là option thứ nhất, và ốp lưng option thứ hai. Vì sao Kỳ Lân quyết định làm những sản phẩm đẳng cấp như thế này? Bởi vì như chúng ta đã từng biết và chắc chắn đã biết, và nếu như quý khách đã trải nghiệm thì chắc chắn sẽ biết 100%. Khi chúng ta dùng những ốp lưng, những bao da, những ốp lưng bình thường, cụ thể là những ốp lưng bằng silicone này, cho dù là xịn cỡ nào đi nữa thì dùng vài bữa thôi là bắt đầu nó đục, nó vàng và nó dơ rất là gớm, mà điện thoại nó không có sang. Nói chung là để bảo vệ điện thoại thì tốt, nhưng mà về độ bền nó không có nhiều và nó dễ bị gây mất thẩm mỹ. Vì vậy Kỳ Lân mới ra ốp lưng phiên bản bọc da K6 và K6 nhập khẩu. Ở mẫu thứ nhất này thì không có bọc xung quanh bao cua, mà chỉ bọc da ở phía đằng sau này thôi. Mẫu này rất đẹp mà Kỳ Lân rất thích, và cụ thể hơn nữa là rất bền, cầm rất sang. Và một mẫu này là mẫu full vành, full cua luôn, full mặt trên, full xuống bên cua dưới, full cua hai bên hông luôn. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ xem. Và quý khách muốn bất kỳ mẫu bao da, ví cầm tay, ốp lưng cho bất kỳ điện thoại nào, hoặc là bất kỳ thiết kế ngăn đựng như thế nào, hãy liên hệ với Kỳ Lân. Và quý khách muốn chọn bất kỳ màu da nào, da cá sấu nào, loại vân cá sấu nào, cũng liên hệ với Kỳ Lân. Và Kỳ Lân Luxury luôn có sẵn hoa da đa dạng và những loại da đẳng cấp, đặc biệt là những loại da độc bản duy nhất, chỉ một hai con, vài con. Và đặc biệt có chương trình dịch vụ làm những sản phẩm màu da độc quyền cho quý khách. Quý khách có ý tưởng gì, thích thiết kế gì, thích dùng cho những vật dụng gì, hãy liên hệ với Kỳ Lân. Và cụ thể đây là cái điện thoại của Kỳ Lân đang sử dụng luôn, là S22 Ultra. Và siêu phẩm này Kỳ Lân đang thiết kế làm cho Kỳ Lân dùng. Và quý khách muốn sở hữu những sản phẩm ốp lưng da như thế này, hãy liên hệ với Kỳ Lân nha. Màu sắc, tất cả vân da đều có trên website kylanluxury.com, hoặc kết nối qua Zalo số hotline 0901 247 247. Kỳ Lân sẽ gửi mẫu da, màu da để quý khách chọn. Lấy ra để vô rất là dễ dàng, nhẹ nhàng. Để vào cực kỳ đơn giản, rất là nhanh. Và chúng ta sẽ bỏ vào mẫu full cua. Rất là dễ. Để vào cực kỳ đơn giản và dễ dàng. Từ vòng của, từ các lỗ để mà trống camera, cũng như đèn flash, rất đẹp và tinh tế. Lỗ đen vân màu màu nâu nâu, tương tự các phím bấm, âm lượng nút nguồn, bao cua ôm trọn, rất đẹp và sang. Và mẫu này phù hợp cùng form với đôi giày Kỳ Lân đang mang, đang sử dụng. Kể cả Kỳ Lân làm hai góc lưng này để mình dùng một bộ nè. Chưa hết, cổng dây thắt lưng Kỳ Lân đang sử dụng luôn. Đó là một cung lê. Chưa hết, cái ví.
và cái cặp chị Lan đang sử dụng. Quý khách thấy sao nhỉ? Quá đẹp đúng không? Quá đẳng cấp, quá sang và quá tuyệt vời. Silicone này thì không bao giờ chị Lan dùng nữa. Ốp silicone này bỏ đi. Mỗi cái đều có một cái hai riêng. Đó. Bọc da nguyên phần giữa, lộ hai bên là màu đen rất là nổi, điểm nhấn rất là hay. Một sản phẩm thì full da những bo cua cong này, full luôn, không lộ ra đen. Mọi thông tin sản phẩm đều có trên kênh YouTube Kỳ Lăng Luxury cũng như trang fanpage Kỳ Lăng Luxury. Vì vậy quý khách hãy subscribe, đăng ký kênh cũng như like theo dõi trang fanpage để mà cập nhật những video về sản phẩm mới nhất của Kỳ Lăng nha. Mọi thông tin chi tiết hơn thì quý khách có thể truy cập trực tiếp vào website kỳlăngluxury.com nha. Và nhanh nhất, tiện nhất hãy gọi cho Kỳ Lăng qua số hotline cũng như là kết nối qua Zalo 0901 247 247. Còn bây giờ Kỳ Lăng cảm ơn tất cả quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để xem video clip của Kỳ Lăng Luxury. Kỳ Lăng trân trọng cảm ơn, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.